Kia Seltos 2022 vừa ra mắt, nâng cấp nhiều trang bị. Kia Seltos 2022 ra mắt lần này với 13 cải tiến mới tại Ấn Độ, đồng thời bổ sung thêm phiên bản sử dụng động cơ diesel mới. Kia Seltos 2022 tại Ấn Độ lần đầu được trang bị hộp số tay thông minh, IMT đi kèm động cơ 1.5 diesel trên phiên bản HTK. Xe cũng có biến thể hợp tác xã áp mới sử dụng hệ truyền động 1.5 lít diesel. Ngoài ra, Kia tại Ấn Độ còn trang bị thêm lẫy chuyển số mở rộng cùng với các chế độ đa hệ dẫn động và lực kéo cho tất cả các biến thể số tự động của Kia Seltos 2022 nhằm mang lại trải nghiệm lái thể thao và nhạy bén hơn. Các tính năng an toàn khác trang bị trên xe bao gồm túi khí bên, kiểm soát ổn định điện tử ESC, quản lý ổn định xe, VSM, hỗ trợ phanh ba, kiểm soát hỗ trợ đổ đèo, HAC, hệ thống giám sát áp suất lốp cao Highlight TPMS. Hệ thống phanh địa 4 bánh trên Kia Seltos 2022 cũng được làm mới. Ngoài ra, phiên bản hợp tác xã của xe cũng có thêm túi khí rèm. Về thiết kế, Kia Seltos 2022 hiện trang bị logo Seltos trên vô lăng đề cắt, tấm ốp ở đuôi xe mang tính thể thao. Đối với phiên bản X-Line hiện có logo X-Line trên ghế Indigo Pro. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.